bình phục rồi nha. Tầm 10 giờ tối ngày hôm qua, mình mới nhận được một thùng quà từ nước Úc xa xôi của một chị pha. Thấy bà nội bệnh á, nên chị gửi một ít đồ về để cho bà nội tẩm bổ. Và còn rất nhiều anh chị gửi quà luôn á mà mình chưa cảm ơn hết nữa. Thôi, về đi. Về. Đi nấu cháo ăn nghe. Nấu cháo ăn nè. Ăn sáng nha. Cái lúc này là 6 giờ sáng ngày hôm nay nè mọi người. Sau khi mình thức dậy thì mình hỏi bà nội muốn ăn cái gì á, thì bà nội quyết định là sẽ ăn cháo. Nên mình sẽ đi bộ ra ngoài chợ gần nhà mình á, mua vài cái nấm gơm với lại vài cái củ cà gót á, để về nấu với cá hồi. Cái gì chứ cháo cá hồi nấu rất là dinh dưỡng luôn á nha. Cái này là tôi nghe người ta nói thôi, chứ thật ra là tôi cũng chưa ăn cháo này bao giờ luôn á. Còn cái công thức nấu cháo cá hồi này á, là mình nấu theo cảm giác của mình. Kiểu là tổ tiên mách bảo á, mách sao thì làm vậy. Bà nội mình thì thích ăn cháo gạo rang nên mình sẽ rang gạo trước để nấu cháo. Trong thời gian mà chờ đợi thì bắt đầu mình sẽ đi gọt nấm gơm. Mình cắt nấm gơm ra làm phân nửa mọi người, làm đôi á nha. Cà gót á thì mình gọt bỏ vỏ, gọt xong thì bắt đầu mình sẽ cắt hình hạt lựu nhỏ nhỏ giống vậy nè cho dễ ăn. Ý là không có cà gót cũng được mà có cà gót cũng không sao, tại vì mình ngựa, mình bỏ vô cho nó đẹp, cho nó đỏ đỏ, cho nó đẹp vậy đó. Còn cái nấm gơm hồi nãy mọi người cắt đôi ra rồi á, mọi người bỏ nước muối vô mọi người ngâm nha, để cho nấm gơm nó sạch mà nó không có bị hôi nữa. Quên nữa, hồi nãy bắt cái nồi nước lên nó sôi rồi á, giờ nước sôi thì mọi người cho cái gạo rang hồi nãy vô hen. Nhớ là dằn vô cái nồi nước này á một ít bột ngọt nha mọi người. Bởi vì á chị này chị gửi cho mình á nguyên con cá hồi phi lê luôn. Mà nhà mình có hai người à, lấy một miếng thôi là đủ. Ngoài ra chị còn gửi cho mình vài bịch xúc xích Úc nữa. Chị nói á ăn thử đi, nếu mà ăn được á thì chị gửi cho ăn no luôn. Bởi vì cá hồi này còn rất là tươi luôn á mọi người, nên là mình chỉ đem ra mình ngâm với nước muối thôi à. Còn mọi người sợ tanh á thì mọi người nhớ chà chanh nha. Sau khi mà ngâm xong thì mọi người thái ra cái miếng vừa ăn như vậy nè. Cuối cùng thì cháo nó cũng nhừ rồi. Bây giờ mọi người cho lần lượt nấm rơm với lại cà rốt hồi nãy mình bỏ vô hen. Chờ tới khi nó sôi bùng lên thì mọi người thả cá hồi vô. Xong rồi mọi người nêm nếm nhẹ nhàng ngoài lại. Tại vì bà nội mình bị bệnh cao huyết áp á nên là mình không có nêm muối được, mình chỉ nêm hạt nêm thôi à. Sau khi mà nó chín rồi thì mọi người cho ngò gí nha, hành lá vô nữa. Ôi là trời, có ngon quá không dạ. Bây giờ thì mình đem ra cho bà nội của mình ăn á mọi người. Hiện tại á thì sức khỏe của bà nội mình đã ổn hơn nhiều rồi, đi đứng cũng vững vàng hơn, nói năng cũng to gõ hơn bữa hổm nữa. Nhưng mà muốn bà nội khôi phục như hồi trước á thì chắc cỡ tầm 1 tháng nữa mới được á. Mong là mọi người vẫn theo dõi bà cháu em nha.